Hoa sứ ly da, chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu đến với cả nhà mình là 33 cây sứ ghép ạ. Rồi mình có cây số 1 rồi ha. Số 1 ghép ý xuân hoa vàng. Cây mình 3 bo, cũ tầm bằng tay mình ạ. 80.000. Số 2, cẩm đan 2. Cẩm đan 2 này ghép là 11 bo. 100.000. Số 3, cây thắt điếm ghép giống Hera. Hera là hoa 3 lớp màu trắng cánh viền. Cây mình đang vô chậu xây chính nha. Chiều cao của cây mình là 3 gang tay. Rồi 250.000 cho cây thắt điếm nha. Số 4 ghép là 2 giống Vân Huế 5 màu hồng sọc đỏ. Vân Huế 13 là màu tím sọc. Cây mình ghép là 5 bo, vô cứng chậu xây chính luôn, 100.000. Số 5, nguyệt cát. Cây này là nguyệt cát 3 nha, hoa màu vàng có hương thơm. Cây mình 4 bo. 4 bo, 100.000. Số 6, số 6 ghép giống D5, hoa 3 lớp. Cây D5 này 9 bo, 101 ạ. Số 7, ngọc băng màu trắng, cây này tựa dài ha. Ngọc băng vô chậu xây chính 3 bo nha, 90.000. Số 8, ghép 2 giống kim anh là màu vàng cam có sọc đỏ và quyết thắng 3 lớp màu đỏ. Cây mình ghép 4 bo, 130.000. Cũ nó tầm bằng tay mình xòe rộng ra. Số 9, sĩ thư 1, hoa 3 lớp màu trắng cánh viền hồng, cây 4 bo, 120. Số 10, thái quân, hoa màu đỏ, cây 6 bo, 130. Số 11, một cây dáng nằm ghép giống camellia, hoa màu hồng, giống này xoay hoa khá là to và hoa rộ nữa. Cây 5 bo, 100.000, dáng nằm nha. Số 12, ghép nhiều giống. 12 là ghép minh hoàng, hai lớp màu vàng nè. Cẩm hồng, 3 lớp màu hồng. Và hồng ngọc, 3 lớp màu hồng luôn. À, có bo này là ghép anthracene nè. Anthracene là hoa 3 lớp màu đỏ cánh có viền. Cây mình ghép 9 bo, vô chậu C10. Cũ nhìn cơ bắp ạ, 140.000. Số 13, ghép giống Rasaphat, 3 lớp màu hồng sọc đỏ. Cây của mình là 6 bo, 100.000. Cũ nó to này nha, vô muốn chặt chậu chính ạ. Số 14 là Vinh Hoa. Vinh Hoa ghép 6 bo, 100.000. Mười lăm ghép 2 giống Xuân Ý, 3 lớp màu vàng cam. Và cái giống này là cái lá nó hoa màu đỏ 2 lớp á. Nói giờ em quên tên nó mất tiêu hình lên. Hoa nó màu đỏ 2 lớp ha. Này rớt ghép dặm lại hai bo này màu đỏ. Rồi cây mình ghép là 6 bo, vô chậu 10 nha. Có hai cây này tượng ngắn, hai cái cây nhánh này tượng ngắn quá. Rồi 130.000, vô chậu 10 luôn á. 16, Phương Lam 21 ghép 3 bo, vô chậu xây chính, 80.000. 17, Lip Green. Lip Green có bộ tàn xòe ra khá là đẹp mắt. Rồi cây Lip Green này là ghép 6 bo, 120.000. Số 18, hai màu Thiên Hương là màu hồng có hương thơm. Khôi Nguyên màu đỏ 3 lớp, cây 5 bo, 130. À, Thiên Hương, Khôi Nguyên có bo này là hồng ngọc đó nha,
ba giống luôn. Hồng ngọc là màu hồng. Số 19. 19 là ghép giống tuyết kiều, cây tuyết kiều mình 6 bo 130. 20 Hera với Long Thành. Hera màu trắng cánh viền, Long Thành màu đỏ, cây 5 bo 100.000. 21 Đại Hồng Bích, ba lớp màu trắng cánh viền hồng vô chậu C10, cũ nó vô muốn chặt chậu C10 luôn. Cây ghép 7 bo 150. Cái củ mình nhìn phần trên này vậy nè, còn phần dưới đây là nó cái đế nó bành bự ra. Cái phần này nhé, cái ngón tay mình vô len vô muốn chặt luôn ha. Rồi 150.000 cây Đại Hồng Bích. 22 Kim Lân. Kim Lân được ghép là 7 bo 130. Vô chậu C10 nha. 23 ghép 3 giống Reti màu vàng, T1 màu đỏ cánh viền, Lạc Long Quân màu hồng sọc, cây 9 bo 130. 24 Rạng Đông ghép 5 bo 100.000. 25 là Ruby 5 cánh màu đỏ. Đây, cây Ruby này cái tàn xè ra khá là tròn đều luôn. Cây mình đang vô nụ li ti. Cây 7 bo nha, 120.000 Ruby. 26 Tím Thang. Hoa cánh kép nha, cây 3 bo 100.000. 27 ghép Khôi Nguyên hồng ngọc màu đỏ và màu hồng, cây 9 bo vô chậu C10. Củ vô muốn chặt chậu 10 luôn, 140.000. 28 là ghép giống Hương Hạ, hoa màu vàng, cánh viền. Hương Hạ lúc rộ có hương thơm. Cây mình ghép 6 bo. Nó có hai cái nhánh này nè. Là nó bị cháy nắng cái vỏ nó nè. Cái này một thời gian thì nó phả bằng lại chứ không có sao ha. Rồi cây 28 này là 130.000. 29 ghép Long Thành, ba lớp màu đỏ. Long Thành vô chậu C10 ha. Củ vô muốn cứng chậu 10 luôn. Đây mình xem bộ tàn á. Tàn xè ra ha, cây mình đang đơm nụ. Rồi để cây này 6 bo nha, ghép 6 bo 170.000. Đây, củ to. 30 ghép 3 giống. Hồng ngọc là màu hồng, T1 màu đỏ cánh viền tím, Reti màu vàng, cây vô chậu C10 nha, ghép 9 bo, củ nhìn cơ bắp 140.000. 3 màu vàng, đỏ, hồng. 31 Quyết Thắng, 6 bo vô chậu C10 luôn, 140.000. 32 là ghép hai giống Reti màu vàng và Thái 1 là màu trắng lem đỏ. Đây mình xem bộ tàn của cây mình trước đi ha. Xuống củ nữa nè. Cái củ này là khoảng hơn 3 gang tay của em vòng lại luôn ạ. À, ghép 6 bo nha, 140.000. 2 màu. Rồi đến cây 33. Cây 33 này là cây hàng VIP ha. Cây mình được ghép là 4 giống. Rồi Đại Mỹ Nhân 5 cánh màu trắng viền đỏ, Reti 3 lớp màu vàng có hương thơm, Quyết Thắng 3 lớp màu đỏ và Tím Thang hoa cánh kép. 12 bo và chiều cao của cây á, là 46, hoành gốc là 69. Cây vô trọng nhựa. 3 em xoay cho mình xem cái củ nó là một lần nữa nha. Rồi cây số 33 này là giá của nó là 650.000. Rồi hôm nay em giới thiệu đến với cả nhà mình là 33 cây sứ ghép ha. Khi mà cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi em ha. Mình yêu thích kênh Hoa Sứ Lisa thì mình hãy bấm đăng ký để mỗi khi em đăng cái video mới lên nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi.
Rồi em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.